Bây giờ mọi người làm ơn chia sẻ giùm cô này từ ở đâu đến? Em ở An Giang. Cô từ An Giang phải không? Cô là họ tên gì? Dạ Lê Thị Xuân. Cô sinh năm mấy? Sinh năm 1974. 1974 rồi. Bây giờ hồi nãy má nhắc con đứa gái đi thấy dễ thương quá. Vậy thì kiếm đối tượng này mà má gái con gái cho con nghe. Dạ. Rồi bây giờ má ơi, con hỏi má là má cặp nhân ca là ai đây? Là tên Trần Thanh Phong. Sinh năm mấy? Sinh năm 1996. Đối tượng này là sao với má bà con sao mà má cầm hình kiếm nó? Đối tượng này là lường gạt. Nó là kêu chuyển tiền qua tài khoản. Chuyển tiền qua tài khoản sao? Mượn tiền. Rồi sao nữa? Mượn tiền nó là thầy ơi, phải giúp cho con bảo hiểm, con 3 ngày nữa con có tiền bảo hiểm để chuyển khoản cho con. Thì tôi nghe tên Trần Thanh Phong này, tôi chuyển cho 27 triệu Trần Thanh Phong, thiếu 17 triệu là tổng cộng là 45 triệu. Rồi cái giấy chuyển khoản còn không? Dạ còn. Má với đấy Cận Phong thì là làm chung thì là sao? Dạ làm trong công ty. Công ty gì? Công ty AG. Rồi ở đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương ở phường nào, thành phố nào? Không biết nào, Bình Dương thôi, Bình Dương ở rồi. Bình Dương. Rồi bây giờ nó bỏ trốn lâu chưa? Dạ nó nghỉ việc là một năm, rồi trong khi đó là nó mượn tiền của xã hội đen. Rồi tôi thấy tội nghiệp, tôi mới là đưa cho Trần Thanh Phong này tiền, số tiền là 17 triệu. Trần Thanh Phong này trả nợ cho người ta. Trần Thanh Phong mới là đưa cái sổ bảo hiểm và căn cước. Rồi tôi giữ tới ngày ký bảo hiểm, Trần Thanh Phong này mới lường gạt tôi là nó 3 ngày nữa. Con gái tôi chở Trần Thanh Phong này đi ký bảo hiểm xong rồi, Trần Thanh Phong mới nói là 3 ngày nữa có tiền má ơi. Rồi tôi mới là chuyển cho Trần Thanh Phong này là 27.500.000 cho Trần Thanh Phong này, là tổng cộng số tiền là thiếu là 45 triệu. Trần Thanh Phong này tới ngày rút bảo hiểm, Trần Thanh Phong này tôi điện không bắt máy, không nghe máy. Trần Thanh Phong này bây giờ biết trốn đâu không? Là Trần Thanh Phong này ở Lấy Thiêu mà làm nghề sơn nước. Quê nó đâu? Quê Sóc Trăng, Mỹ Xuyên. Vâng. Dạ. Rồi nó bỏ trốn má lâu chưa? Nó mới đây là mới có 8 ngày nay thôi. 8 ngày nay mới hả? Chuyển tiền mới 8 ngày thôi. Vâng. Có số điện thoại nó còn không? Dạ còn. Đây chút điện nó coi số điện thoại. Với Zalo nó còn điện được. Vâng. Rồi cô có báo công an chưa? Má báo công an chưa? Dạ chưa. Nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp giùm. Cô phải đi má báo công an mới được. Dạ. Báo công an cô mới giúp được này, lừa đảo rồi, lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Dạ. Đi đưa ra trước pháp luật ha. Dạ. Chứ bây giờ đối tượng này giờ nó cầu chạy sao bay rồi, nó có vợ con rồi chưa? Có vợ, có con. Vợ nó hiện đang ở đâu? Hai vợ chồng ở chung luôn. Hai vợ chồng lại là nói bảy ơi giúp con đi, bảy giúp cho con đưa cho giấy căn cước, con về quê con làm giấy tờ. Tôi mới thấy Trần Thanh Phong này với Hà Thiên Kim là tôi mới là giúp, tôi đưa tiền, tôi chuyển tài khoản, hai vợ chồng về quê làm giấy tờ, đặng lên công ty làm, tôi giúp vô công ty lại làm. Nhưng mà hai người này là tôi điện không bắt máy luôn. Tội nghiệp gì vậy? Bây giờ không biết đối tượng này ở đâu phải không? Bây giờ là lúc mà con gái phải kêu con gái ra mới được. Cái cách con gái nó chở đi ký bảo hiểm á, là con gái tôi nó biết chỗ hai vợ chồng ở. Để đi tôi biết, tôi đi kiếm cho cô đây, đây là kiếm giùm. Dạ. Ở đây là làm miễn phí, không tiền bạc hết á. Dạ. Sao nãy kêu gái má đã? Hú con gái này. Kêu giùm. Họ kêu nha. Kêu không? Kêu. Đó mọi người hãy chia sẻ giùm. Mọi người hãy chia sẻ giùm. Giúp được tội nghiệp bé quay phim quá. Bé phim mình cầm hai cam cầm ngược nữa. Nãy phải kêu gái là được rồi. Có gái má con mới làm, con mới xung lên. Không có má, gái má còn là không xung lên. Gái tôi làm chung công ty á, chấp mà chuyển tiền thì gái nói mẹ ơi, con thấy hai vợ chồng thằng này không được rồi. Mẹ đừng có chuyển tiền nó, thôi đi con ơi, tội nghiệp nó. Con kệ nó, giúp nó đi con ơi.
con gái ra con nói đó. Là anh Phong này cách con ở đó đó là con lấy tiền đó là ở đâu con lấy khẩu trang nha. Rồi bây giờ mà má hứa là bây giờ con kiếm được Phong này là má gả con gái má cho con nghe ra để làm bằng chứng hứa rồi là chứng chứa con Thanh Phong này là ở đâu ở trong không mà cấp chỗ ở nó cấp con đi ký giấy bảo hiểm á lấy thiêu giờ nó còn đó không giờ còn đâu còn không còn còn sao mà nói trốn hả dạ để chú điện đó bây giờ mà bây giờ anh kiếm được Thanh Phong cho má rồi rồi em kêu má hứa thì sao em đang nhiêu tuổi rồi em sinh năm mấy 2 đến 5 rồi vậy là vậy con sinh cấp 3 mới đó bây giờ Phong ơi nếu mà Phong thấy mà cô mà lại nhờ đem Tiến Hải kèm thì Phong chỉ ấy thì chưa thì Tiến Hải sẽ đưa là các bữa 30-31 cây này là thằng Trần Thanh Phong nó sẽ giúp một số tiền bảo hiểm nữa tiền bảo hiểm của nó luôn con vợ nó là ngày 17-19 tây là có tiền bảo hiểm rồi cho nên tôi mới tin tưởng Trần Thanh Phong tôi mới chuyển cho số tiền là tôi rút lại là 45 triệu là cái số tiền bảo hiểm của Hà Thiên Kim cái là vợ đó hả dạ vợ nó còn chồng nó cho Trần Thanh Phong á là 30-31 tây này tới mới là rút số tiền bảo hiểm của Trần Thanh Phong là Trần Phong quá rồi thì cho anh Phong nó hết phòng luôn hết bệnh phòng luôn cho nó dương chạy cho nó ua cho nó khổ uống thuốc cho nó phòng nó nặng nữa nên đây bị phòng không nhưng mà hỏi má có gả không bây giờ hỏi má giờ kiếm phòng đừng má có gả con gái má cho con không con gái má có bầu chưa tại vì con còn cơ hội chứ con làm con là vợ con mất là đúng ra là 2 năm 2 tháng 6 ngày 6 giờ 32 phút cho nó thọ ở cho thọ hả dạ chứ giờ con muốn có người thủ thủy cho nó vui đỡ buồn chứ giờ cái khách ở đây là vui rồi giờ về nhà buồn lắm rất là đau buồn rất là buồn đó quá ơi con coi rất là buồn bây giờ mọi người ơi hãy chia sẻ giùm những lời nói của cô nãy giờ đúng sự thật không dạ đúng sự thật nếu có trái gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tội nghiệp ghê mọi người hãy chia sẻ mạnh lên giúp má, nó... má có lời nào gửi đến Phong má nói đi nói thẳng lên Phong đó mày ơi Phong ơi con lấy tiền của bảy nhiêu thì con phải chuyển trả lại cho bảy bảy cũng lụm từ cái chai mà con biết trong công ty con biết mà sao con nỡ lòng nào vậy bảy giúp con đủ thứ hết trơn con bệnh con cũng điện bảy cái gì con cũng điện bảy bảy giúp con vậy mà sao con nỡ lòng nào cũng lấy số tiền của bảy ăn không được ngủ không được mấy ngày nay luôn đó con à bảy giúp con vừa gì không bảy nghĩ vợ chồng con thật thà bảy đâu có nghĩ tụi con mà lường gạt bảy đâu số tiền này đâu phải số tiền nhỏ đâu con ơi bảy lụm từ cái chai mày cỡ mười mấy năm bảy mới được số tiền này đó con nghỉ công ty tới giờ này cô bảy mới đi làm đó dạ vô mà đứng này mà được tôi mà tôi ngại rồi ngại gì đó có anh bên cạnh mà em ngại cho bên cạnh ngại thôi cỡ cho mày ấy đi cho nó trả gì rồi bây giờ nói chung là ra là sự việc tôi giờ thấy là rất là bây giờ mình điện thoại nó bắt máy không dạ không có bắt máy mà nó cho buông keo không à rồi để đi con điện dạ con sẽ điện con sẽ cho nó một bài học nhớ đời hội nghiệp mà lâm cơ cái chai lâm từ ở công ty AG ai cũng biết lâm từ cái chai chưa cũng không ngủ chưa hội nghiệp chưa hội nghiệp chưa mà má thì bây giờ má có cho con đăng các hình ảnh của má với con má với đối tượng này lên trên mạng không? Sao cũng được. Rồi có gì má chịu qua con chút lực. Dạ. Rồi con cảm ơn má, nhờ má mà con bắt được Phong. Rồi.